gì vậy? Từ từ, quan sát ông đi đâu? Ồ, mọi người, có ông đi vừa à? Ồ, mọi người vừa thấy cái gì chưa? Chào mọi người nha. Mình mới khám phá tâm linh ra thì mình đi ra thì mất chiếc xe nha mọi người nha. Khi mình đi làm thì mình để chiếc xe khoảng cách 300m á, mình vô mình làm xong rồi đi ra là thấy chiếc xe mất tiêu. Thì mình cũng vòng vòng tìm đó mà không thấy, thì kỹ gian nó lấy mất tiêu rồi. Thì mình cũng hơi buồn. Thì thôi, bây giờ mình cũng chụp cái bản số xe và chiếc xe đăng lên cho trên cái clip này cho mọi người xem. Thì mọi người ở đâu mà thấy có cái bản số xe này phát hiện ra, mọi người liên lạc với mình nha mọi người nha. Để cho mình tìm mình nhận lại chiếc xe nha mọi người nha. Chào mọi người, lời đầu tiên mình chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống, và mình chúc các khán giả trong kênh mình cũng nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Thì bữa nay mình xin phép mình ngồi. Thì bữa nay mình tới một cái khu di tích lịch sử thành địa ngục của ma ở nha mọi người nha. Thì chỗ này là nó cũng rất là ghê lắm, thì nó cũng là cũng đã từng nổi tiếng đó mọi người. Thì một cái khu du lịch này thì người ta xây dựng lên để làm coi như là nhạc nước hay hoặc là cái gì đó mọi người, thì rất là lớn nha. Cái vi mô của cái mô hình này rất là lớn mà, nhưng người ta đang xây dựng với chừng nha mọi người nha, là người ta đình chỉ thời gian. Thì không biết sao mà ma quỷ thì vô ở rất là nhiều nha mọi người nha. Ở cũng như là y như là đầy trong hành gì đó, thì nghe tiếng rên rỉ khóc than trong hành này rất là nhiều, nên bởi vì là người ta là đang đình chỉ thời gian thì người ta không dám làm nữa nha mọi người nha. Thì không biết người ta đang xử lý như thế nào. Thì bữa nay mình tới đây một cái hầm địa ngục này, thì nghe nói là nó là thuộc về là ma quỷ rất là lộn nha mọi người nha. Nó là địa ngục mà, người ta gọi là địa ngục. Thì bây giờ mình sẽ đến để mình review cho mọi người xem, để coi thử ở trong đó như thế nào, ma quỷ như thế nào. Thì mình cũng can đảm để mình vô để mình quay cho mọi người trên cộng đồng mạng cùng xem với mình, coi thử nó ra sao, nó ma đồ nó như thế nào. Thì mọi người hãy đi với mình để vô xem nha mọi người nha. Mình cũng ráng cố gắng vô một cái địa ngục này, thì nghe nói địa ngục là cũng ghê lắm mọi người. Thì mình cũng ráng cố gắng, mình ráng bản lĩnh để mình vô để mình quay cho mọi người xem nha. Rồi mọi người đi với mình nha. Rồi mình tới ngay chỗ cái hầm địa ngục nha mọi người. Đây là một công trình rất là lớn nha mọi người nha, rất là lớn nha. Tiếng tu hú kêu á. Bây giờ bắt đầu mình vô bên trong nha mọi người nha. Giờ mình tới nó. Ở đây chim tu hú dơ đồ. Giờ mình vô trong cái địa ngục cái hầm trong nha mọi người nha. Đây là nơi xây dựng cái công trình rất là lớn, rất là quy mô. Những cái thang đồ cảnh động viên cho mọi người. Để trong quá trình lâu quá thì giờ cái thang nó bị chết. Khám phá tâm linh là đi cái hầm địa ngục nha mọi người nha. Hầm này là tiếng mất ít bao nhiêu con người ta mất mát ở đây, chết chóc ở đây, nên người ta chỉ gặp là hầm địa ngục. Người ta xây dựng mà nói chung là mất mát cũng rất là nhiều rồi mọi người, thì người ta không dám làm nữa. Tới đây một cái âm hồn rất là lớn, ma quỷ tập trung ở đây thì người ta nhét nhiều quá nên người ta không dám làm nữa. Chắc người ta có phải nghiên cứu bằng cách nào đó, người ta rước thầy pháp hay cái gì thầy gì đó về để cúng kính nơi này, cung phụng cho, làm lễ cho
cho các quỷ ở đây rồi để người ta xây dựng lại chứ chẳng lẽ gì người ta bỏ. Mà mình đi vô phần trong luôn. Tiếng tu hú á, chân chim gì kêu mà tiếng khóc gì giỡn như thiệt kìa. Tiếng rên á mọi người, gì tiếng rên á, gì ghê rợn nè, tiếng rên á. Bỏ nó bảo hiểm ra nha mọi người. Tiếng khủng thiệt, bỏ nó bảo hiểm về đây. Được một cái thông tin thứ hai ở đây này mọi người, thì người ta cũng nói là cũng nghe thông tin tốt tốt là mình nghe vậy thôi, rồi nhớ là đây là xây một cái cano cho mọi người nha, một nơi cano ăn chơi bài bạc rồi đó, gọi là cano. Thì ở đây người ta quấn bài quấn bạc ăn chơi ăn chơi cách tán á, đồ đủ nợ rồi thiếu nợ rồi vô đây người ta chích xì kia đủ mọi người, thì người ta chết người ta tự chọn, nói chung là kiểu như chợ ăn chơi mà hết tiền á, bài bạc hết tiền rồi người ta nói chung là người ta tự chọn tại đây luôn, người ta không dám về nữa, sợ người ta đùa nợ á, nói chung là nhiều thành phần lắm đó, nên mình nghĩ là cái tiếng khóc này là cái tiếng này thu bài bạc này. Ăn chơi rồi giờ chết rồi giờ rên rỉ để cầu cứu xin tiền nữa mọi người, mà chết rồi ai cho nữa. Bây giờ mình để mình vô phòng trong nha mọi người nha, đang nghe tiếng rên rỉ nha mọi người nha, tiếng khóc lóc người ta cũng tưởng tượng lắm mọi người. Dạ thưa, xin phép các vị dâng linh chết ông chết ớt chết bài chết bẹt chết dễ ông chân ở đây, thì tôi được nghe ở đây rất là nhiều các vị chết ông chết ớt chết các kiểu, thì tôi tới đây tôi muốn khám phá tâm linh các vị. Vô đây tôi muốn giúp đỡ cho các vị, thì tôi cúng cho các vị hoặc là tôi đưa các vị về chùa tu tâm. Các vị nào miền Bắc đi thì theo tôi chứ sao mà nghe rên khóc, bị sao đói hay bị sao mà rên khóc, như ai thiếu nợ khóc dữ vậy. Rồi nếu mà các vị có cần những gì thì tôi sẽ giúp đỡ cho, tôi cũng kính là một cái gì đó, thì tôi cũng có thêm tiền bạc cũng trong vị này cũng khá là nhiều, thì tôi cũng là tôi cúng tiền cho các vị, chúng đó các vị có thiếu nợ thì các vị biết tiền chúng ta đỡ cho người ta. Trời, có thiếu nợ thì nói gì tôi cúng đồ của cả cho đi. Ồ uống đồ uống rồi. Ôi cái gì vậy, cái gì vậy, ôi bể não luôn. Ôi cái gì vậy, cái đó bể não luôn á. Ồ không có nó bảo hiểm mà tiếc não mọi người, cái cục đá anh trời rơi xuống luôn. Ồ uống cái gì như từ đánh
Kinh khủng quá. Mọi người còn nghe tiếng khóc quen vọng rồi mọi người. Kinh khủng quá mọi người. Tiếng khóc còn vang vọng luôn. Kinh tởm thiệt á. Cái tiếng ồn ức. Đó. Tiếng khóc ồn ức kìa. Đó. Kinh nhờ. Bây giờ sao ta? Tiếng khóc thì tiếng khóc ồn mà. Lần đầu tiên. Ồ, mọi người nguyên cái cục sắt luôn mọi người. Trong đó chứa sắt hay gì? Kinh khủng rồi. Chắc chết rồi mọi người ơi, chuyến này đi về được không? Trước mắt mình thấy mười mấy con ma không? Có chuyện gì kìa? Dùng một cái hốc này. Ứng lạnh luôn. Vô đây mọi người. Trong đây nó thảm thương quá mọi người. Thảm thương quá. Kể hai đứa kể lên mười khóc là ôi quốc quá. Khi mà trước khám phá một cái nơi gì cũng được. Cái gì đây? Nó lên trên đèn á. Ở đây là phủ mọi người đâu. Cái gì vậy? Cái vụ gì đó vậy? Cái gì mọi người? Cái gì phải không? Cô thử kỹ không? Cái gì?
mọi người nhìn kỹ mọi người. Đây cũng hay. Đi vô cùng, đi vô cùng. Nhiều quá. Trong một đời cũng như vậy. Ở nhà thì mà ma quá trời ma. Cũng có mà đứng cũng có. Nên chỉ có thôi. Ở lên cảnh chuyện này sầu bi quá. Ở thôn đừng lên không được bây giờ thôn bữa nay là ngày lành tháng tốt tôi với một cái dị mục này thì tôi xin phép được ra mắt là tôi xin cúng cúng cho các quỷ ở đây mười mấy người ma ở đây mười mấy cũng như là mười mấy người dân linh ở đây nam nữ gì có hết lớn nhỏ gì cũng có luôn thì tổng hợp thì cúng bánh cúng nước rồi cho các quỷ ở đây ăn. Các vị có đi theo tôi về chùa thì tôi sẽ tiễn các vị vô chùa. Tôi sẽ thỉnh các vị vô chùa thì các vị vô đó tu lành tu hiền đừng có ở một cái địa ngục này nữa. Hai các vị muốn ở địa ngục thì ở thôi tôi bây giờ gì đây tôi biết là các vị ở địa ngục này là các vị không có đi đâu. Thôi bây giờ tôi cúng cho các vị ăn đi. Tôi nghĩ là thường thường là ở địa ngục thì người ta đã cúng đây rồi người ta không bao giờ người ta muốn lên nữa thì thôi bây giờ tôi cúng cho các quỷ ở đây ăn nha tôi xin phép được tôi được cúng ở đây khác gì địa ngục đâu mọi người đúng là như cái hầm địa ngục mọi người nói luôn nãy họ cũng mơ kiếm mình chết tiết não luôn á cũng có tiền nhiều thành phẩm lắm nha mọi người vô đây là nó nhiều lắm thì thứ nào cũng có nên mình cũng chắc mình sẽ thận trọng nha đi vô đây tập trung là tiêu bản đồ khác không ngờ người ta thiếu nợ thiếu nợ không ngờ rồi nên người ta luôn nhiều mạnh lắm mọi người cái dòng này chưa bằng cùng chúng ta tập vô đây là ma quỷ là ăn chơi mình nghĩ là cái này là mở casino thì mọi người mà cái sự chết chóc nhiều quá ăn chơi rồi này nọ rồi hết tiền ta cơ sắp tới rồi người ta bắt ở đây luôn xuống người bắt ở đây rất nhiều rồi nên mọi người như thế này là cái đường ngồi chỗ này ô mọi người tự nhiên ngầu gần đây gần gần cái bà quỷ này sợ mọi người cũng nhanh đi nè cái bà quỷ này vẫn ngầu nè đây một cái lò ma quỷ mọi người coi là cúng lạnh thiệt luôn ổng xung quanh là quỷ ma mà bây giờ có chạy cũng đâu có được đâu cái viên rình điện không biết phát ra từ đâu nữa có khi nào ở trên cầu thang nè mọi người mọi người có nghĩ ở trên cầu thang này không? Người ở trên cầu thang này không? Dạ vị nào có nói gì nói lại tôi nghe ơi chuyện gì xảy ra mọi người? Ta bảo kẹp con phù ta đừng nhét nữa nhét người khác nữa. Rõ. Không nghe được cái gì hết. Là sao trời? Ok, để tôi cúng một cái nghe nói tôi không nghe luôn. Là cái tiếng nó phát ra từ đâu mà? Để mình lao cái này lại. Bây giờ, thôi bây giờ để tôi cúng cho các vị ăn. Thì tôi tới đây. Tôi cũng quay một đoạn phim ngắn đăng lên sáng mà thì tôi được xin phép là cho tôi quay giờ tôi cũng cúng cho các quỷ ở đây các quỷ linh hồn anh hồn gì ở đây nè thì cái nơi đây là cũng nơi là an nghỉ nơi an nghỉ của các quỷ thì chỗ này là trước là nghe cũng là cái chỗ casino thì các quỷ ở đây các vị binh ở đây rất là nhiều thì những phòng mà về nói về chết chóc thì móc mát đi thì cũng rất là nhiều ở đây thì các vị cư ngụ ở đây thì các vị cư ngụ ở đây thì tôi thì giờ tôi xin phép để tôi cúng cho các vị để có bữa ăn
bánh nước nhang áo giấy cho các vị xuống đó, rồi có gì các vị cũng ít tiền nữa, rồi cho các vị xuống đó, rồi có thiếu nợ thì trả nợ cho người ta. Tiếng nghe càng ngày tiếng hát cho các vị đây, tiếng khóc càng ngày càng tới gần này. Ở tôi cúng cho các vị thì đầy đủ cho các vị ấy rồi. Ủa cái gì đây vậy? Ủa là người gì lại? Gì lại? Vô bạch đã cúng rồi mà. Ừ. Ủa, mọi người. Ủa, mới thì mình bắt hồn mình bấm nút tắt màn hình luôn á mọi người. Ấn nhầm nút tắt màn hình luôn, điến luôn á. Sợ tới bóp cổ mình chết luôn á. Tấm màn xanh xanh nó quen quen nghĩa tôi thấy lúc đầu rồi đó. Nó hay phớp phớ mà mình không để ý mọi người. Hay tưởng đâu cái đó là cái gì ở trong camera chứ. Ai ngờ đó mọi người. Mấy người trong đây là chuyên nha mọi người nhóm luôn. Ở đây là dạng nào cũng có những người nha. Già trẻ nhỏ rồi thanh niên trung niên ở trong đây là rất là nhiều, tại vì một số mà chơi casino mọi người thì người ta thu bài bẹp hết các kiểu, nói chung là chơi đủ thứ mọi mặt hết mà thu lỗ, người ta không có thể là người ta về được các mọi người, thì người ta bị thiếu nợ rồi người ta tự giận đây luôn. Nói chung là cái sự chấp chấp ở cái địa ngục, bởi vì người ta mới kêu là địa ngục nha mọi người nha, ở đây là rất là nhiều. Ôi, cái gì vậy? Từ từ, đi coi, quan sát đi đâu. Mọi người, cũng đi rồi. Mọi người vừa thấy cái gì chưa?